Hello mọi người, hôm nay Lam sẽ chia sẻ với mọi người về cách phun môi kim 1 đúng kỹ thuật và rất là hiệu quả nhé các bạn nhé. Tại vì Lam thấy rất là nhiều người nhắn tin và phàn nàn với Lam là em phun kim 1 rất là lâu, thì ngày hôm nay Lam sẽ giải thích vì sao mà các bạn phun bị lâu và phun làm sao cho đúng kỹ thuật nhé các bạn nhé. Thì Lam thấy mọi người phun kim 1, có rất là nhiều bạn hay phun những cái kỹ thuật như sau. Ví dụ như đây là cái kỹ thuật quả lắc, hay còn gọi là kỹ thuật tạo hạt đấy các bạn ạ. Có thể là các bạn tạo hạt một chiều như thế này. Đó, có thể là hai chiều như thế này. Đó. Đó. Đối với cái kỹ thuật này thì cái hạt mực ra rất là bông xốp và lẩy hạt, cái độ rơi hạt rất là đẹp. Thì nếu như chúng ta mà làm cái kỹ thuật này làm môi thì là cái hạt mực rất là thưa, thì là nó gây ra ma sát và chúng ta đánh đi đánh lại rất là nhiều và gây ra sưng và lâu lo mực nhé các bạn nhé. Còn đối với cái kỹ thuật này thì chúng ta chỉ nên sử dụng là đánh lông mày thôi các bạn ạ. Đó, chúng ta có thể là đánh một chiều hay là hai chiều đều được. Nhưng mà cái kỹ thuật này mà chúng ta làm môi ấy, làm bằng kim 1 ấy, thì là sẽ rất là lâu xong, tại vì cái hạt mực sẽ rất là thưa. Cái kỹ thuật thứ hai đó là cái kỹ thuật miết. Lam thường áp dụng miết là như thế nào ạ? Miết đó là Lam đánh như này. Đó, Lam đánh xếp thực sự là khít. Lam hay bảo học viên đó là xếp khít vào, xếp khít vào, chúng ta đi theo hàng theo lối và xếp khít vào. Các bạn nhìn này, cái mật độ hạt nó rất là khít vào với nhau nhé các bạn nhé. Đó, và khi cái hạt mực nó ghim xuống ấy thì cái tiếng rẹt có nghĩa là cái hạt mực nó miết một cái, nó rất là vào rất là nhiều. Còn như thế này thì hạt mực nó sẽ bị thưa nhé các bạn nhé. Các bạn nhìn này, Lam đang đánh kỹ thuật là kỹ thuật đánh một chiều, có nghĩa là lên giả xuống thật, lên giả xuống thật. Và hai cái đầu này Lam chỉ hơi nhấc nhẹ ở hai cái đầu kim. Còn đối với cái kỹ thuật phẩy như thế này, hay còn kỹ thuật quả lắc, thì các bạn hay nhấc kim rất là cao. Còn đối với kỹ thuật này thì kim nó hơi là và chỉ hơi nhấc ở hai cái đầu thôi các bạn ạ. Đó. Và bây giờ Lam sẽ lau đi cho các bạn xem về cái hiệu ứng của hai cái kỹ thuật này nhé. Lam sẽ lau sạch đi các bạn này. Lau sạch nha. Đó, các bạn nhìn này, cái độ rơi hạt. Khi chúng ta phẩy như thế này thì chúng ta đánh tạo hạt như này thì hạt sẽ rất là thưa. Mà thưa như vậy thì chúng ta làm môi thì là nó sẽ gây ra ma sát và lâu lo mực. Đương nhiên là bị sưng và rất là lâu. Còn đối với cái kỹ thuật này thì chúng ta đánh miết như này thì cái hạt mực vào sẽ rất là mau hạt và chúng ta phun môi sẽ rất là đậm. Đó. Thì cái kỹ thuật này Lam sẽ thường áp dụng ở trên môi. Và một cái kỹ thuật nữa là kỹ thuật thứ ba, đó là mọi người rất hay bị nhầm lẫn, là cái kỹ thuật hồi xưa hay đi như thế này. Đó. Các bạn đi liền tay và các bạn không nhấc kim. Đó, chúng ta tô xếp khít như thế này. Đó, có bạn thì tô lằng hoằng, đó. Nhưng mà khi tô như này mà chúng ta lối các điểm lại vào với nhau thì là nó sẽ bị khớp. Nó sẽ bị khớp cây tre chăm đốt các bạn ạ. Và như vậy thì là nó hay bị bết màu và nó không đều màu, sau bong không đều màu. Bây giờ Lam sẽ lau đi cho các bạn xem nhé. Đó, khi chúng ta lau đi các bạn nhìn này, nó sẽ bị khớp như thế này. Thì là chúng ta mà phun môi như vậy thì là không đều màu đâu các bạn ạ. Thì kỹ thuật miết như thế nào thì Lam sẽ chia sẻ kỹ thuật như sau. Đó là chúng ta sẽ sử dụng tất cả các ngón tay, chúng ta tì lên ngón út. Chúng ta cầm máy như là chúng ta phun tạo hạt quả lắc như hôm Lam chia sẻ đó. Thì chúng ta hãy tì lên ngón út và chúng ta đánh là chúng ta day trên ngón út nhé các bạn nhé. Chúng ta day trên ngón út, đó. Hoặc là chúng ta có thể là dùng ngón tay chúng ta hơi hớt lên như này. Đó, hơi hớt lên như thế này nhé các bạn nhé. Chúng ta lên giả xuống thật, chúng ta đánh một chiều thôi các bạn ạ. Chúng ta xếp khít vào, muốn nhanh là phải từ từ và chúng ta phải xếp khít khít vào với nhau. Xếp khít vào thì môi sẽ rất là đỏ và rất là nhanh xong. Chúng ta lối với nhau cũng không bao giờ sợ bị khớp nhé các bạn nhé. Đó, thế nên là đó, rất là nhiều bạn bảo là em phun môi bằng cây kim 1 rất là lâu anh ạ, 3-4 tiếng rất là mệt. Đó, thì các bạn, ví dụ các bạn mà đánh tạo hạt như thế này, các bạn đánh đúng kỹ thuật nhưng mà làm trên môi như thế này thì rất là ma sát này. Mà đánh đi đánh lại thì nó mới dày được cái hạt mực lên mà đương nhiên là gây bị sưng và lâu bám mực rồi. Bây giờ Lam sẽ miết thử cho các bạn xem nha. Các bạn muốn theo dõi Lam thì các bạn có thể là vào trang fanpage của Lam, đó là Trịnh Văn Nam Red Rosie. Thì Lam sẽ cố gắng là Lam sẽ live stream vào tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Đó, Lam sẽ cố gắng live stream vào tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Thì vào khoảng độ 8 giờ tối thì các bạn có thể vào đó thì Lam sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm về phun môi bong đậm, sử dụng máy pen ở trong cái fanpage của Lam nha các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn này.
Hôm nào Lam rảnh Lam sẽ phun môi máy pen cho các bạn xem. Đó, thông thường phun một cặp môi ấy, thì Lam cũng không cần đi khung đâu các bạn ạ. Lam sử dụng cái kỹ thuật miết này, Lam đánh ôm sát viền, Lam tô miết ở sát viền như thế này. Đó, Lam tô sát viền như này thì rất là hiệu quả và nó rất là tự nhiên, không bị bó khung. Đó, và rất là tự nhiên nhé các bạn nhé. Nếu như các bạn mà phun đúng kỹ thuật thì thực sự là nhanh luôn. Đó, bây giờ Lam sẽ lau đi cho các bạn xem này. Đó, xếp khít đỏ ngay. Nó, cái độ vào mực nó rất là mau hạt các bạn ạ. Cái độ vào hạt mực rất là mau. Đó, thì các bạn có thể là sử dụng là máy Bro, máy Thần Thánh hay là máy Jansun đều được nhé các bạn nhé. Đó, cảm ơn các bạn đã coi video. Xin chào.